Vâng, Game Osai xin kính chào tất cả quý các bạn nhé. Thì tiếp theo hôm nay là cái cuốn video thứ hai. Thì Game Osai sẽ quay tiếp những cái tác phẩm tiếp theo ở triển lãm Đông Anh năm nay. Thì năm nay quy tụ toàn siêu phẩm thôi, thì mình sẽ quay những cái video của đầu tiên thì Game Osai đã nói rồi, thì đầu tiên mình sẽ quay tổng thể trước để đa số những cái tác phẩm ở đây đều được lên truyền thông. Sau đó là những cái tác phẩm nào dành riêng, những cái tác phẩm nào cuốn video riêng thì Yên Bonsai sẽ quay riêng. Đấy, quay lướt một lượt để cho các bác cùng ngắm đã, để cho tất cả những cái tác phẩm đều được lên chương trình. Đấy, thì đầu tiên ở cái cuốn video thứ hai này là một cái tác phẩm mà mình rất là hâm mộ tác phẩm này này. Nếu mà tác phẩm về cái dòng cổ thì chắc là cái này nó cũng hàng top rồi. Cái một tác phẩm xanh trực liên chi gọi nhá, của anh Mạnh Nhà Cổ. Phụ tử liên chi, chủ nhân là Mạnh Nhà Gỗ. Đây các bạn này, cây cổ nguyên bản luôn các bạn nhé. Đấy, còn nhiều siêu phẩm lắm thì mình muốn làm sao để trong cái sân này Game Bonsai quay hết một lượt để tác phẩm đều được lên hết đã. Sau sẽ quay riêng bộ đôi bộ ba này, những cái tác phẩm gọi là điển hình này, được ạ. Đấy là theo cái ý kiến của mình. Mình có cái phong cách mình cũng quay video khác người lắm, quay thế là dễ để các bác dễ xem. Đấy, rất nhiều các bác nhé. Đây mình sẽ chỉnh lại cái máy một chút, hơi rung thì quý vị khán giả thông cảm nhé. Tầm này cũng khá là nắng rồi. Đây là cái tác phẩm Mai Chiếu Thủy Vạn Cổ Lưu Phương của anh Vũ Tuấn Điệp Hải Dương. Đây, một tác phẩm Mai Chiếu Thủy cũng thuộc hàng top rồi. Đấy, thì ở dưới đấy là có ba cái, có cái tác phẩm Mai này, một tác phẩm Mai bên phía bên kia nữa. Đấy, nhiều siêu phẩm lắm các bác nhé. Đây, cái tác phẩm Mai mà mình nhắc đến bên kia kìa, đang ở phía giữa kìa. Đấy, đây sẽ là một cái tác phẩm xanh này. Đây là cái tác phẩm xanh của bác nào đây, vẫn là của bác Thông Mơ, có tên là Trường Khang Thượng Phúc. Không thấy bác cái đề điện thoại ở góc này, đa số đặt của bác Thông Mơ nhiều. Ba cái giữ được rất nhiều cái cây cổ các bác nhé, bông rằm mịn tít hết luôn. Đấy, nếu phải nhắc đến là nhắc đến cái tác phẩm Tùng Kim Cương này. Từ lúc mình đến là mình để ý cái tác phẩm Tùng này rồi. Chủ nhân là của anh Mạnh Nhựa. Đây các bác để ý kỹ cái tác phẩm Tùng nhé. Một tác phẩm Tùng rất là to. Đây, so với tay con này. Đấy, cây cao nhìn trong càng đồ sộ hơn. Một tác phẩm Tùng Kim Cương rất là quý các bác nhé. Đây, cái mặt bên này thì nhìn thấy rõ hơn này các bác này, nhìn rõ cái bông tán hơn này. Toàn những cái tác phẩm đồ sộ thôi. Đây, quay gần một chút, phần bên phía bên này lộ thân hơn các bác nhé. Đây, đây. Nhưng mà đi đợt này các bác mà không đi triển lãm Đông Anh là hơi bị phí một chút. Đấy, triển lãm Đông Anh thì toàn siêu phẩm thôi. Đấy, cái tác phẩm Mai mà Im Bao Sai vừa nhắc đến này, cùng cái đôi tác phẩm Mai kia đem đi này. Một tác phẩm Mai rất là VIP. Dòng Mai thì nổi tiếng là dòng thân nu rồi. Đấy, nhưng mà cái tác phẩm này là một tác phẩm Mai rất là nghệ thuật, làm bông tay rất là mềm các bác nhé. Đấy, nắng quá, tầm này hôm nào đi quay chắc phải lấy cái ô các bác nhé. Đấy, do anh em truyền thông khá là mềm, vì anh em truyền thông cũng quay ở đây khá nhiều hôm rồi, thì hôm nay Yên Bao Sai bận, Yên Bao Sai hôm nay mới ra đây quay được. Đấy, nhiều lắm. Đấy,
anh có đâu chưa anh? Gửi nhưng mà ngồi có bia sắp xong chưa? Đây cũng là một cái tác phẩm xanh cổ này, chủ nhân là không biết là của bác nào đây. Anh ở đây xem phun. Đây tác phẩm đài sen đây. Hưởng thép này. Đây bia cúp máy đưa cho anh đây. Đây các bác nhá. Một tác phẩm của tên là đài sen của anh Hưởng Thép này. Còn này có cái lưng gù trông rất là hay, thân biến rồi này. Có những cái đường hóa rất là đẹp rồi các bác nhé. Đây là bên dãy bên đây. Dãy đây còn rất nhiều. Đây là cái tác phẩm có tên là Độc Long Kim Cương này các bác này. Siêu phẩm này thì em sai xem cũng khá là nhiều rồi, hôm nay mới gặp ở ngoài đây. Một cái tác phẩm của anh Trường Giấy đây, Độc Long Kim Cương. Đây. Đây thì mình sẽ quay cho các bác xem một vòng cái tác phẩm này. Tất nhiên cái tác phẩm này sau này thì mình sẽ ưu ái dành cho mỗi một tác phẩm riêng một cuốn video các bác nhé. Cái này là cái bể bằng đá các bác nhé, không phải bể bằng xi măng đâu. Mình với tưởng các bác cái mạ bóng không phải đâu, bể đá nhé. Một bể đá mà bác làm hoa văn như này. Hôm kia này ở ngoài nhìn khá là to các bác nhé, nhìn trong ngoài. Bé nhìn ở ngoài rất là to. Đây, ba cái lùi được những cái đường lu. Chưa không biết là bác làm kiểu gì quấn những cái thành này, cành này thành thân như kia bác nhé. Quấn mà nó có được từng chạy thành thân kìa. Đây, tác phẩm Độc Long Kim Cương, chủ nhân là anh Trường Giấy Hải Dương. Độc Long Kim Cương này cháu ơi. Đây. Là lắng nhìn hơi tối. Đấy, tiếp theo ở dãy bên này là một cái tác phẩm có tên là Cổ Mộc Tọa Sơn của anh Nguyễn Duy Chiến này. Đấy. Lướt qua một lượt những cái siêu phẩm và những cái tác phẩm đẳng cấp ở tại đây. Năm nay các bác Đông Anh làm rất là cẩn thận các bác nhé. Cổ hay là cây cổ, mộc có nghĩa là mộc là cây, tọa sơn có nghĩa là cổ mộc tọa sơn có nghĩa là cây trên núi, có nghĩa là hình dung nó tọa là cây trên núi đá. Đây. Tiếp theo dãy bên đây, đây là tác phẩm Quần Thụ Tam Giao của Vũ Kim Cúc. Sẽ đi một lượt để hết những cái vòng quanh các tác phẩm quanh đây. Đây cái tác phẩm Thuận Buồm Xuôi Gió. Tác phẩm này giống tên cái tác phẩm hôm ở triển lãm Bắc Linh cũng tên là Thuận Buồm Xuôi Gió nhưng mà nó to hơn cơ. Tác phẩm này thì rất nhiều. Đây không thể bỏ qua cái tác phẩm Thiên. Tác phẩm này là tác phẩm Tam Đa của anh Lê Khang, của anh Khang Sắt đây. Tác phẩm đây là một cháu anh em cái anh Thắng nhỉ. Anh đang nghe điện thoại coi nhé. Rất nhiều tác phẩm đẹp. Đây là cái tác phẩm xanh Lâm Thân Ngũ Long Vũ Hội của anh Đỗ Huy Thành này. Tác phẩm này hôm nọ mình cũng có quay ở bên Ninh Bình rồi. Ông dăm rất là đèo quá nhé.
nhiều lắm các bạn. Để mà nói về những cái tác phẩm ở đây thì đếm không xuể luôn. Nhỏ thôi nhưng nó tác phẩm thứ hai này. Chiếc hoành, tay hoành thì bay rất là khó chịu. Tác phẩm 4GB coi nhé. Rất là già, cái rất là cây cổ này. Nhiều lắm, nhiều lắm. Đây là để quay những cái tác phẩm ở đây thì đây rồi. Tác phẩm của anh Nguyễn Xuân Dương, tác phẩm Bình An. Đây. Tuyệt vời mặt trời quá. Hôm nay đông anh các bác mời toàn những cái tác phẩm đẹp thôi, những cây già chuẩn nét. Đấy. Đây các bác xem này. Cây này cũng là cây rất là già các bác nhé. Ông cây già này các bác nhìn thấy biết ngay. Mặt này nhìn rất đẹp, hai mặt đều như nhau. Một dãy luôn. Đấy, tác phẩm ngay bên này xong đến tác phẩm bên kia là của anh Nam Lê, một tác phẩm xanh cũng rất là đẹp, anh làm cũng khá là lâu rồi. Đây tác phẩm có tên là Ngũ Phúc Lưu Truyền, cũng là của anh Dương. Đây có ba cái kỳ đá các bác nhé, kỳ đá cây rất là nghệ thuật, đá bay khá là phiêu. Đấy. Tác phẩm này chủ nhân ký đá rất là đẹp nhé. Cái hòn đá ký kiểu bay bay như này thì Imosa nhìn cũng rất là thích. Đấy. Đấy. Trông như con hạc bay các bác nhé. Đây cái tác phẩm tiếp theo là cái tác phẩm Linh Vũ Đằng Sơn của anh Nam Lê đây. Tác phẩm này lúc trước anh Nam Lê chia sẻ anh làm khá là lâu rồi. Anh làm cái xanh quê, anh làm những cổ ngọn, cái đường chạy rất là khó. Đây, họ xem cái đường chạy này. Đấy. Cái này cũng chuẩn bị là tương đối hoàn thiện rồi. Xanh quê đấy các bác nhé. Gọi là điện hạt, đấy, gọi là điện hạt. Đây cái phần bên này các bạn này, xem cái phần bên này dã man quá. Con này có cái đường chạy thân rất là đẹp quá nhé, rất là khó chịu đấy. Nó có cái đường vè này quá nhé, đường vè như cái ức này. Những cái đường bo đá này thì các bác nhìn này, anh bo đá bẹt re re hết này. Ui, đập cái cục này không có chất lượng, ngày xưa không biết các bác nuôi kiểu gì mà được cái cục như này. Mà nó cứ lồi lõm nhìn trông phê thế chứ này. Này làm đẹp cho bác nhỉ. Này làm gần chục năm. Đẹp mà nó già. Cái độ người làm nó chỉnh chu. Tại vì cái này thực ra dạng khó làm. Mà nó cây này nó có nhiều cái điểm nhấn hay. Cái đường rễ mà nhìn cái rễ nó như thế này. Cái dòng bởi vì cái cảm không. Giác nó hơi thừa nhưng mà nó lại trở nên không thừa. Cái dòng xanh xanh này ta gọi là xanh điền nạt ấy, nhưng mà chất này đẹp. Nó có ức cái chạy vè mà cái đường cổ ngọn làm khó. Cái này làm gần như cùng thời với con ngai vàng. Cái này đặt giữa ấy này là nói chung chuyển ấy được cái độ sâu cây của cái này rất khó. Và đạt được cái này cũng được vừa. Khó làm. Nuôi độc. Khó, bởi vì nuôi... đường nét. Đây. Cái đường nét này có thứ rất chú xem cái đường đường cổ ngọn chuyển như này khó lắm. Khó. Cái này đợt này cũng đạt tương đối là ấy rồi, đợt cách đây khoảng vài tháng lửa lăm ra đây anh Nam lên vẫn chưa như này. Đợt này là cũng ấy hơn rồi. Không quay về cái bố cục cái này nó sẽ gần như là nó ấy. Còn đâu khi mà chỉnh thêm thắt vào á, lắm khi lại bị bé bét á.
Đấy. Cứ để nguyên, nếu nó có đường nước nó về hay đẹp. Không, tất nhiên cả cái độ mụn động của cái cành của đồng quý cũng có thể nếu mà khi nhưng cái này nhìn từ góc này đẹp hơn chuẩn ra ấy, chơi từ góc này. Này đây đây cái hướng mặt nhìn chẳng trực diện luôn và ở đấy. Đứng ở đây đây thì mới sâu được cây hơn đấy. Đây nhìn thẳng đây, đây nhìn vào đúng không? Đúng rồi. Thì sau đấy tự nhiên là anh sẽ có thể cấy thêm cái phần ký đá cái... Đây bác đang trồng chân bẹ cân thôi, nếu cây này như giống như có thể sang bên kia. Đúng đây đây. Nhưng khi đẩy cái này này thì nó lại bị đồng thời cái rễ này lại đập vào mặt cái đường trước. Thì đấy, đây là đang trồng cân bẹ. Trồng cân bẹ không thế nhưng mà nhìn lên chủ đạo vậy nhỉ. Nếu đặt cái này cây này nó lên hẳn là ăn luôn. Đây nếu mà nhìn trực diện này đi cái này nó va trực diện vào mặt. Tuy rằng cái này có thể là quý nhưng mà nó phải nánh chứ. Ba cái đang làm cân bẹ nhỉ. Vâng, nói chung là cũng là một cái tác phẩm rất là quý rồi. Độ cái chịu chiều sâu đây. Còn đẹp nhỉ anh. Đấy. Đấy là vừa rồi cái tác phẩm của anh Nam Nê các bác nhá. Tác phẩm đấy là cũng tương đối hoàn thiện đến 98% đấy rồi. Còn làm thêm răm cho nó dày thêm thôi. Lúc trước mình ra thì anh Nam Nê chia sẻ cái tác phẩm đấy vẫn đang làm khá lâu rồi đấy. Đây tiếp theo là cái tác phẩm của Mộc Vân Sơn của anh Vũ Hoàng Sử. Bác ấy nuôi được những cái phần chân bẹ của anh ấy. Bẹ nuôi là béo còn mút mới vào như này mà sướng. Nhìn cái đùm bẹ này mút một chuột. Nói chung là ở đây thì năm nay để mời toàn những tác phẩm đẹp cho các anh nhé. Đấy. Toàn những tác phẩm VIP thôi. Đẹp quá. Thì tác phẩm đấy, cái dãy bên này thì chắc chỉ còn 3 tác phẩm này thôi. Đây là tác phẩm Tam Đa Hóa Thạch của anh Mai Thủ Tang. Ba cái trên mạng thì em sai xem khá nhiều rồi nhưng hôm nay mới xem ở ngoài. Rất nhiều cái tác phẩm lâu lắm rồi mới không cho ra sân sới thì bây giờ mới nhìn đầu tiên. Mình xem trên mạng thì có thể xem rồi các bác nhé, nhưng ở ngoài thì mình chưa xem thực tế. Phì. Nhìn tác phẩm nào cũng muốn bê về các bạn. Đấy, nhìn này. Vậy là sang Đông Anh năm nay thì ngắm toàn siêu phẩm, còn tí thì sẽ ngắm một cái dàn phôi các bác nhé. Đấy. Toàn cây cổ đồ rất quý các bác nhé. Tầm này khá là lắng nên là yên bọn sai chia sẻ hai video đầu tiên này hầu như là cũng hết những cái siêu phẩm ở trong sân này rồi. Đây là tác phẩm Cầu Kiều của chủ nhân Lê Khang. Tác phẩm Cầu Kiều này thì mình thấy nó đẹp hơn cái tác phẩm Cầu Kiều của anh Thời. Đấy là riêng cái ý kiến của mình, cái anh Thời thì cũng rất là già, rất là đẹp nhưng cái tác phẩm này nó thoát thân hơn. Đẹp quá. Một cái tác phẩm rất đẳng cấp. Những tác phẩm nhìn ngoài rất là đẹp thôi nhé. Đây, tác phẩm Đại Trượng Phu. Tác phẩm này vừa cắt răm xong này. Đây là xanh quê thôi nhé. Xanh quê này. Cái lá màu da lõn đỏ chắc chỉ có xanh quê thôi. Mà ôi đường thân này. Liền tịt hết một gu ghi này mà. Đó là vừa rồi hết một dãy cái siêu phẩm bên đây nhé các bác nhé. Đấy thì video sau thì Emosai sẽ tiếp tục chia sẻ với các bác một số tác phẩm đẹp ở triển lãm Đông Anh. Đấy, thì ngày mai nếu mà mình ra ngày kia, chắc ngày kia mình mới ra. Vì ngày mai là mình trùng với triển lãm ở quê hương. Mình làm chương trình cho anh em ở quê hương thì ngày kia các bác nhé. Thì Emosai ra sẽ chia sẻ. Chắc phải 3-4 ngày mới chia sẻ riêng hết được tác phẩm ở đây. Đấy, thì cảm ơn tất cả quý các bạn đã theo dõi Emosai. Các bạn nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mình video nhé. Em xin kết thúc video tại đây.